Trong tập trước mình đã cho Magiphonix hợp hệ với Balgikin. Thế nhưng đây không phải là dạng hợp hệ chính của biệt đội siêu nhân pháp thuật vua của mọi loài Magin Gastai Magikin. Ladies and gentlemen, welcome to Hopi Holdings. Ở dạng này bao gồm 5 cổ máy trong hình dạng Magin. Magiphonix như tập trước đã có màn chào sân rồi nên mình cũng không nói nhiều tới. Magiferi sở hữu sức mạnh của gió và có khả năng biến hân thành vũ khí đáng sợ. Magimermaid, nàng nhân ngư của siêu nhân xanh và sở hữu cây hương Mermaid Lens. Magigaguda, kim si điểu sở hữu sức mạnh sấm sét với đôi cánh khổng lồ. Và cuối cùng chính là Magitaurus trong hình dạng nhân ngư với cây Taurus Ace cùng đòn tức sát Super Aniki Special Grass. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dạng thức 1, khi mà 4 cổ máy của các anh chị lớn hợp thể với nhau thành hình một con rồng để chiến binh Phượng Hoàng lên kệ với tên gọi là Majugatai Majizagin, với Majitaurus làm phần hơn cốt lõi trung tâm với đôi chân chắc khỏe và đôi tay mạnh mẽ. Với sự dẻo dai linh hoạt của Majimermaid, một chiếc đuôi được thiết lập với sự dẻo dai kèm sức mạnh hỗ trợ tăng cường từ nàng nhân ngư. Và rồng thì tất nhiên là có cánh, và cánh to cánh khỏe có ai khác sở hữu ngoài Majigaguda. Và phần đầu rồng là phần đẹp nhất, tạo điểm nhấn cho loài vật huyền thoại đã được Magifagi đảm nhận một cách hoàn toàn chính xác để tạo nên một con rồng có hồn, có sức sống nhất trong các dạng hức robot của lịch sử hình thành siêu nhân. Vậy là xong hình dạng của rồng, và bạn vẫn đang thắc mắc về sự hiếu xuất hiện của chiến binh đỏ Magifonix. Thật ra đây là nhân tố sau cùng để quyết định phần còn lại của chiến thắng, vì chính anh sẽ là người điều khiển con rồng chứ không ai khác. Thế là một huyền thoại được sinh ra, lần đầu tiên chiến binh cưỡi rồng tung hoành màn ảnh bạc, đập tan cân đối hao háo của các con chiên dòng phim siêu nhân. Thế nhưng điều làm cho bộ này trở nên càng có giá trị hơn là nó còn ở một dạng thức khác. Ở dạng thức thứ hai, khi cả năm điều hòa làm một tạo nên điều kiện cho một vị vua ra đời, Majin Gatai Magikin. Vẫn lấy anh cả Magitaurus làm phần hân cốt lõi và giữ nguyên đôi cánh đằng sau của Magigaguda. Nhưng lúc này phần chân được tăng cường từ sự hai hới của Magimermaid. Magitaurus mở rộng phần hân trên để tạo thành một khoảng trống tựa như một bộ chiến giáp khổng lồ có vị trí rất khớp với chiến binh Magiphonix. Lại một lần nữa, sự kết hợp giữa Magiphonix và cả Magifagi tạo nên một trái tim cực đẹp cho cỗ máy chiến đấu Magikin. Bộ này công nhận vừa đẹp vừa có giá trị sưu tập. Tới đây chắc đã con mắt rồi đúng không? Rất đúng với tiêu chí được đề ra từ ban đầu của Hobbyholic. Nghiện mô hình, xem là nghiện.